Rồi mấy anh em chào em Hậu nha, với mẹ ha. Thì Dạ. mấy ngày qua đó thì mấy anh em chia sẻ đó, thì hôm nay trở lại thăm gia đình thì không biết là cái tình hình là cái người con dâu của cô đó với lại chồng vợ của em đó Hậu Dạ. có liên hệ được chưa? Dạ, nói chung là cũng chưa nghe tin Chưa tức gì chưa nghe trơn tin tức gì ha. á. Nó thì hôm nay mấy anh em trở lại đây cũng như là chia sẻ tiếp tục cái câu chuyện này nữa để mà chia sẻ lên cho cô chú anh chị mình xem được, để mà mong là sớm tìm được vợ của em Hậu về. Đó thì hổm gài là hai mẹ con là đi tìm ở những nơi nào rồi? Khu vực như Cần Thơ mình xuống dưới trung tâm Cần Thơ, Thốt Nốt, Cà Đỏ này kia anh. Chỉ là vòng vòng Cần Thơ thôi ha, Dạ. còn chưa có đi các tỉnh ngoài ha. Dạ. Đó thì mong là cô chú anh chị mình xem những cái video trước đó, thì mình có gặp em Thảo ở đâu thì mình cứ liên hệ với mấy anh em để mà khuyên em Thảo cũng như là về với chồng với con với gia đình, để mà cho em Hậu này với mẹ em Hậu nè cũng như là bớt lo lắng. Tại vì bây giờ đó là em Hậu và mẹ em Hậu thì cũng rất là lo lắng về cái tình hình sức khỏe này kia của em Thảo, không biết là như thế nào. Cho dù là như thế nào đi thì mình cứ về đây mình giải quyết cho nó xong, nếu mà còn duyên thì có thể ở lại, còn có vấn đề gì nữa đó, có lỗi lầm hay gì đó mình cứ nói ra thì cho em Hậu, hay là hoặc là có sai gì đó thì em Hậu sửa đó, chứ mình đừng có bỏ đi một như vậy rồi không có tin tức gì hết thì ở nhà rất là lo lắng. Tại vì nghe em Hậu nói là đứa con của em Hậu thì rất là nhớ mẹ luôn, đúng không em Hậu? Dạ. Là bình thường là bé là uống sữa, là hiện nay là bé uống sữa sữa ngoài đúng không? Dạ sửa ngoài anh, chứ quịch nè. Rồi em là đi đi làm như vậy đó, rồi không có đi làm được, rồi đi kiếm vợ hoài vậy, rồi hổng gài rồi đi kiếm như vậy, rồi còn tiền bạc gì không? Cho hết trơn tiền luôn hả? Hết luôn ha. Rồi con em là uống sữa sữa bịch đó hả? Dạ. À, sữa bịch giống như là sữa tươi đúng không? Dạ sữa tươi, sữa Sữa tươi bò anh. ha. Sữa sữa bò đó. Dạ, cô gái Hà Lan. Rồi. Cô gái Hà Lan hay Vinamilk rồi đó. Rồi cô không gà có đi làm gì không, hay là có ngủ nghe gì được không? Không, chú ơi đi kiếm dữ lắm, Đi kiếm dữ lắm chú ha. đang nghỉ rồi luôn, đang đi làm đó mà con dâu ngay vậy rồi chi chừng nào kiếm được thấy rồi Cô mới làm được gì cô? làm cỏ rồi chú. À, đi làm Làm mướn cho người ta làm ruộng rồi đấy ha. ruộng ai kêu làm Cỏ gì rồi đó, đó, kêu làm gì làm đó. giống như làm việc bán thời mà gian vậy trong nhà mà. nghe buồn quá dâu đi rồi cái thời gian đó chú không dám một lần nữa lo kiếm dâu về được mới yên tâm mà mặn giờ như mặn cũng không nổi mới chặt hồi đi về à. Nhớ dâu. Cô nhớ dâu lắm ha. Vợ thương nó lắm chú ơi. Chú mấy chú ơi, tôi giúp đỡ rồi về tặng tình rồi về sớm sớm càng ngày càng tốt không mấy chú. Thương dâu nhớ dâu lắm bỏ cho nội tội nghiệp cho nội. Thì nói chung là sau khi mà mấy anh em đăng đăng cái video này lên đó, thì chắc chắn là nếu mà em Hảo này mà có lướt Facebook hay là lướt YouTube này kia đó Dạ. thì sẽ thấy liền Dạ. Đúng đó, rồi. là sẽ thấy liền. Còn Dạ. không thì bạn bè gì ở gần em Hảo này đó thì sẽ nói cho em Thảo biết Dạ. là có chồng và mẹ chồng lên để mà tìm về, Ừ. thì cũng đã xem được cái video của hai mẹ con rồi đó. Dạ. Thì nếu mà em Thảo mà có cái suy nghĩ gì thì cứ về đi em ơi, đó mình còn trẻ nè, rồi cái tương lai mình còn rất là dài nữa, nó về với chồng với con để mà mình vun đắp là cái hạnh phúc gia đình ha. Thật sự là ở đây thì khi mà tiếp xúc với em Hậu với mẹ em Hậu thì thấy là thương em Thảo rất là nhiều đó, không có người mẹ chồng nào mà xin lỗi con của mình đâu. Tại vì thường thường đó là nếu cho dù mình sai dữ lắm mà mình mới xin lỗi thôi, còn cái này chỉ là con cái nó gầy la này kia thì chắc chắn là không bao giờ mà mẹ chồng mà lại xin lỗi con dâu đâu. Mà ở đây là cô là muốn con dâu đi về, cô cũng lên tiếng là xin lỗi con, mẹ có lỗi làm gì thì con hãy bỏ qua rồi về đây sống với chồng với con lại cho nó hạnh phúc gia đình đó, còn về đây mẹ yêu thương nữa. Thì đây là cái người mẹ chồng nói chung là từ trước tới giờ là mới thấy luôn đó cô chú anh chị, Quá quá thương con quá dâu thương luôn con anh. dâu luôn rồi đó, rồi còn giặt đồ cho con dâu, rồi nấu những cái món ăn ngon cho con dâu nữa đó. Thì mong là em Thảo mà có xem được đó, thì hãy quay về. Thì mẹ ở đây mấy anh em thì chia sẻ lên đó, thì có cái vấn đề gì mà em cảm thấy mà em Hậu với mẹ em Hậu này mà nói không đúng về em đó, hay là em không có lỗi mà em Hậu với mẹ nói em có lỗi này kia, là em cứ liên hệ tụi anh để mà em có thể là lên tiếng nói như thế nào đó. Còn cái vấn đề mà như thế nào thì mình cũng suy nghĩ cho kỹ, mình về đây đi rồi vợ chồng với nhau ngồi xuống nói chuyện lại với nhau nó. Tại vì bây giờ là mình đã gắn kết với nhau là có một đứa con rồi, vợ chồng cũng có con, đó là một cái sợi dây để mà kết chặt tình nghĩa vợ chồng rồi đó. Bây giờ mà em mà bỏ đi như vậy á,
thứ nhất là em Hậu không đi làm được nè, ngày nào cũng Hương nhớ đi kiếm em nè, rồi con lúc nào nó cũng nhớ mẹ nè, khóc nữa, nó khóc nữa nè, rồi cô thì nhớ con dâu, rồi cô cũng đi làm không được đó nè, đó. Giống như cái tình thân người ta cũng đã bao nhiêu năm rồi, tự nhiên em bỏ đi vậy thì thấy có lỗi hay không? Rồi Hậu cho anh hỏi nè, em đi tìm như vậy mình có cái định hướng nào không, hay là cứ chạy xe đi đại càng rồi mình đi tìm thôi? Kiếm đi không biết đi đâu cũng hỏi cho em. Rồi có đem hình theo để hỏi không hay là như thế nào không? Có đem điện thoại theo lặng đưa hình ra cho ta coi á. Mà đi đâu cũng hỏi người ta nói không thấy không biết gì hết. Chừng nữa đó là em đừng có đi hỏi, em lấy cái hình trong đi hỏi đó, em lại em quạ một cái hình bự ra. Dạ. Rồi em cầm em đưa cho ta coi. Dạ. Đó, nhiều khi em móc điện thoại ra cái hình nó không có lớn đó, nhiều khi ông bà lớn tuổi ta nhìn không thấy. Dạ. Ta cũng không rõ nữa. Không rõ nữa. Nhưng mà em có suy nghĩ là thường cái những cái chỗ mà con Thảo vợ em á, nó đi làm những cái chỗ hồi trước không? Em có đến những cái chỗ đó không? Dạ có, mà như là không. Vợ em là em biết là không có làm mấy chỗ cũ nữa anh. Em sợ là quen ai chưa nói với chú. Vợ em là nói chung là em đi đâu là vợ em đi đó đó. Chồng ít đi tiếp xúc với mấy người ngoài lắm. Tức là vợ không có tiếp xúc với người ngoài. Rồi mình có cái suy nghĩ nào mà không hay không? Cũng như mình có thể có khi nào mình nằm mơ mình thấy cái vấn đề nào không tốt về vợ không? Có mà những cái có, nhưng mà em nói ra không được anh. Tại vì nhiều khi mình lo rồi mình nghĩ rồi mình nghĩ bậy bạ này kia anh. Tại vì nếu mà bình thường, nếu mà từ cái lúc mà em Hậu với mẹ mà chia sẻ vấn đề này, cái chung là nó không có gì quan trọng hết trơn á. Cái câu chuyện nó rất là đơn giản luôn. Chỉ là hai vợ chồng với nhau thì cự cãi qua lại là cái chuyện bình thường. Vợ chồng với nhau thì lúc nào cái chuyện cự cãi là chuyện như cơm bữa rồi. Nó không có gì to tát thì nói thì nói vậy thôi, thì tối ngủ thì cũng hỏ hẻ nhau cũng về thôi. Còn cái này chắc chắn là có cái vấn đề gì đó mà em Thảo mới bỏ đi mà không liên lạc được nè. Đó, mà tìm những cái nơi mà bạn bè của em Thảo cũng không có nữa, có thể là mình suy nghĩ về cái hướng khác nữa. Thấy không, thì cũng mong là cô chú anh chị của mình đó, nếu mà có gặp được thì có thể là mình giúp đỡ, là khuyên em Thảo, hoặc là cái gì đó mình gặp cái gì vấn đề gì đó về em Thảo đó, thì mình có liên hệ với mấy anh em để mà cho mấy anh em đến đó coi như thế nào, hoặc hư thế nào, em Thảo chịu về hay không, thì gặp gỡ với nhau mình sẽ nói chuyện với nhau. Đó, thì hổm gài cái video chia sẻ lên thì em Thảo cũng thấy rồi đó. Nếu mà em Thảo thấy, chắc chắn em Thảo sẽ có những cái suy nghĩ để mà mình về đây mình nói chuyện gia đình lại với nhau ha. Tại vì thật sự là em Thảo cũng với em Hậu rồi, cũng có đứa con khoảng 1 tuổi mấy rồi, phải không? Đó, thì cũng như là cũng có cái mối gắn kết rồi của chú anh chị. Thì mong là em Thảo xem được mấy cái video của mấy anh em á, mình về đi. Nó về đi rồi gia đình mình sum họp với nhau ha. Tại vì có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy nè, có thể là người chồng có lỗi thì cũng lên đây cũng như xin lỗi, thì nhiều khi người vợ tha thứ đó cũng về, cũng có rất là nhiều cặp vợ chồng cũng giận hờn vu vơ đó, tại vì tuổi trẻ mà nó nhiều khi suy nghĩ nó chưa tới đó cô. Giận hờn này kia rồi đó, chuyến này tôi đi 2-3 ngày này kia rồi cho ông nhớ tôi này kia, ông sửa sai này kia, rồi sau đó tôi về cũng có nữa. Đó, thì mong là cô chú anh chị mình xem thì hãy lan tỏa những cái video này đó, để mà cho em Thảo sớm về với gia đình ha cô chú anh chị. Thì em thì nói chung là bây giờ em đi kiếm cũng không biết ở đâu mà kiếm. Thì bây giờ cũng nhờ cái sự giúp đỡ của cộng đồng đi, thì em có lời nào em nói đến cộng đồng đi. Em cũng mong cô chú anh chị này kia có gặp vợ em ở đâu á thì liên hệ với mấy anh rồi nói cho em biết thằng vợ em đâu, em rước vợ em về. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Rồi cô cũng có cái lời nào để nhờ cộng đồng mạng á, đặng tìm em Thảo về cho Hậu á cô. Xin mấy chú rồi giúp đỡ cho tôi, rồi con dâu tôi trở về cho sớm với con với mà chồng á, rồi mấy chú rất cảm ơn mấy chú dữ lắm luôn. Dạ. Thì bây giờ nếu mà có cái tin tức gì á của chú, lời lẽ nhiều á, chú thông cảm giùm. Dạ dạ. Thì con nói với cô với em Hậu gì nè, nếu mà có cái tin tức gì của em Thảo, ví dụ như khán giả người ta nhắn vô cho tụi anh hoặc điện thoại gì cho tụi anh đó, bắt đầu anh sẽ điện cho em, và bắt đầu thì anh sẽ chở em đi tìm. Thì nói chung mình cũng chịu khó cố gắng.
Dạ. Thì nếu mà gặp thì mình sẽ khuyên vợ về. Dạ. Ừ. Rồi thôi anh cũng mong là sau những cái video này thì vợ em sẽ thấy được và mọi khán giả sẽ gặp được và sẽ chỉ cho em và gia đình để tìm em Thảo về nha. Dạ, dạ. Sớm càng tốt. Dạ, dạ. Dạ. Rồi, rồi chúc sức khỏe em Hậu với con nha. Dạ. Dạ. Rồi, chúc mấy chú mấy cô là lúc nào cũng luôn lúc nào cũng sức khỏe giàu giàu. Lúc đi tới đâu tiền bạc tới đó. Dạ dạ, dạ rồi dạ. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô.